Ngọc xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà diện tích 38 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng và được thiết kế duy nhất một căn sổ đỏ chuẩn chỉnh. Bàn giao nhà được luôn, hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà được 3,6 m. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Ngõ trước nhà được khoảng tầm hơn 2 m, cách với lại đường ô tô chỉ khoảng tầm 50 m. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với lại cầu trắng, cầu đen. Nói chung với vị trí phường Mỗ Lao thì gần như nó nằm ở trung tâm, gần với các trường đại học lớn như là trường Học viện Tài chính, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, trường Học viện An ninh Nhân dân. Nói chung là rất là ok. Thiết kế của ngôi nhà, phần cửa chính thiết kế cho quý vị là cửa cuốn điện và rất là hợp lý với diện tích rộng. Cho nên chủ nhà thiết kế riêng ở đây là khu vực phần để xe. Mọi người ạ, riêng biệt luôn. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, còn mới, thơm nguyên mùi sơn nha quý vị. Và đây là phần không gian phòng bếp. Với phần tủ bếp của ngôi nhà thiết kế đầy đủ, chỉn chu, công năng sử dụng hợp lý, diện tích rộng, hướng nhà mát, rất là ok. Hướng đông nam mọi người ạ, mùa đông thì ấm, ở mùa hè thì mát. Với không gian phòng bếp cũng tương đối là rộng, quý vị có thể kê một bộ bàn ăn 6 đến 8 ghế ở đây vẫn rất là ok. Phần tủ bếp thiết kế và hoàn thiện xong hết, chỉn chu, cũng MDF chống cong vênh. Thiết kế tủ bếp lên trên tới chận trần, rất là sạch sẽ. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện lắp đặt của tủ bếp đi kèm đầy đủ. Quan trọng nhất đó là vị trí Mỗ Lao không còn quá nhiều quỹ đất, cho nên tại vì sao quý vị cứ thấy Ngọc Ánh quay ở những cái khu vực ví dụ như Yên Nghĩa, Đồng Mai thì ở đây cái quỹ đất nó còn nhiều, giá bán nó còn hợp lý. Còn ở Mỗ Lao này, Văn Quán này, Văn Phú này, quỹ đất nó không còn quá nhiều, cho nên là có sao thì chỉ cần có một cái thông tin nào mới thôi là em đã quay và gửi tới cho quý vị rồi. Phần bếp thì toàn bộ ngôi nhà gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá, hồ sơ điện, nước thiết kế đầy đủ. Quý vị không thích nhà liền kề, quý vị đang tìm nhà ở phường Mỗ Lao gần cầu đen cầu trắng, gần với lại bệnh viện đa khoa, nói chung tìm ở phường Mỗ Lao hoặc là Văn Quán thì có thể là tham khảo ngôi nhà này. Diện tích rộng, xây dựng hợp lý, chắc chắn, kiên cố, duy nhất một căn. Tầng 1 ngoài ra thiết kế thêm cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu ở đây và phòng vệ sinh tương đối là rộng. Hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng, lavabo để rửa tay. Toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ cho quý vị là gỗ. Rồi là mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại tất cả những video Ngọc Ánh quay truyền tải tới khách hàng 100% thật, giá trị thật, nhà đất thật, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như theo hiện trạng em quay. Có như thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy, không câu like, không câu view, không muốn mất quá nhiều thời gian vào ngọc của khách hàng. Tiếp theo mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên. Và với ngôi nhà diện tích 38 m, thiết kế 4 tầng, vẫn được thiết kế là 4 phòng ngủ hiện đại. Trên tầng 2 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng khách rất là đẹp. Với phòng khách là ở đây chủ nhà đã thiết kế toàn bộ ở đây cho quý mình là kệ này, kệ ở chỗ này để trang trí này, rồi là kệ tivi này và vách ốp trang trí ở phần phòng khách này rất là đẹp, chỉn chu, mẫu mã hiện đại và cái màu sắc thì khá là tinh tế, nhã nhặn. Đấy, tủ kệ quý vị ở đây có thể trang trí rượu này, hoa này, cây cảnh này, nói chung là hợp lý. Và cửa sổ ở đây thông thoáng nha mọi người. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm đều được lắp đặt đầy đủ với cái phần không gian phòng khách này rất là thoáng. Thực ra bán nhà theo hiện trạng nếu như quý vị mà có nhu cầu để một cái không gian phòng khách riêng lắp điều hòa thì quý vị có thể lắp một chiếc cửa kính ở đây vẫn rất chi là hợp lý. Và cái trần này thì nó rất là cao cho nên vào trong không gian nó cực kỳ là thoáng. Nói chung diện tích 38 mét là cũng đã là tương đối rồi. Còn đa phần ở trên kênh của anh chỉ có tầm khoảng tầm 30 và 2 thôi. Còn cái diện tích như này là ok. Mời người theo em lên tiếp theo. Và ở phần tầng 2 thì chủ nhà thiết kế giật cấp lên để thiết kế thêm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng. Phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài, có ban công mở rất là thoáng.
Với vị trí ngôi nhà này thì đảm bảo cho quý vị nằm ở trong khu dân cư quá là đông đúc rồi. Và thực ra với cái ngôi nhà này nằm ở trên mặt ngõ và nhà nước, tuy nhiên thì nó không phải là ngõ thông, nhưng nó cũng không phải là ngăn cuối cùng, cho nên là nó cũng khá là yên tĩnh. Ở trong khu dân cư xung quanh đều là dân trí cao. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ, hệ thống sàn thạch cao, đèn led, cửa sổ thông thoáng đó. Phòng vệ sinh ở tầng 2 đây mọi người ạ. Với phần phòng vệ sinh này rất là rộng. Đây, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo, bàn đá nha mọi người. Mỗi một ngôi nhà thiết kế một phong cách khác nhau bởi vì nó còn tùy thuộc vào khổ đất. Tuy nhiên có như thế nào thì em quay review chân thực cho quý vị để quý vị có thể tham khảo là một cách tối ưu nhất trước khi quý vị đi xem. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ rất là chắc chắn, hiện đại, an toàn, thẩm mỹ. Tiếp theo, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Ngôi nhà này vẫn thiết kế cho quý vị hẳn 4 phòng ngủ cơ, cho nên mọi người xem đến cuối video để biết thêm thông tin cụ thể nhất nhé. Đây là phần phòng ngủ tầng 3 ở phía bên trong. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng, thông thoáng, mở ra rất là hút gió mọi người ạ. Tất cả các phòng ngủ chủ nhà đều thiết kế sàn gỗ, nhìn rất là ấm cúng luôn. Hành lang thì là thiết kế gạch mọi người nhé, gạch lát nền. Ở phần hành lang thì tránh cái phần phòng vệ sinh ra, cho nên là chủ nhà không thiết kế sàn gỗ mà thay thế vào đấy là thiết kế gạch. Đây. Rộng, thoáng, gần các trường đại học lớn, giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị có đi làm ở Hà Đông, quý vị có đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hay là quý vị có đi lùi lên trên phố một chút thì ngôi nhà này cũng đều đáp ứng được cho quý vị cái đi lại tiện lợi, giao thông ok. Quý vị có thể vừa ở vừa cho thuê, quý vị có thể mua căn nhà này để đầu tư cho thuê cũng được. Nói chung là tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình và phụ thuộc vào tầm tài chính mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3, nói chung là rất là ok, cửa sổ thoáng. Này. Hệ thống sen kê tắm Hàn Quốc rất là đẹp. Bồn cầu, lavabo. Này. Và mời quý theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Ngoài ô dính trời đấy thì ở đây chủ nhà có thiết kế thêm một ô cửa sổ nữa. Nói chung là phần cầu xạ, cầu thang rất là thoáng và sáng nha mọi người. Tiếp theo, ở trên phía tầng 4 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Tầng 4 thiết kế thêm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây. Với hướng đông nam thì buổi sáng nhiều ánh sáng mọi người ạ. Rất là thoáng. Từ vị trí ngôi nhà này mà cách với cầu trắng Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 500 mét thôi. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía tầng 4. Với ngôi nhà này như vậy, tổng quan lại Ngọc Anh xin chia sẻ với mọi người 4 tầng 38 mét, thiết kế 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Với cái phân khúc nhà ở trên đây và cái giá bán thì khẳng định với quý vị 100% chất lượng, hoàn toàn yên tâm, cũng như là phần thiết bị đều thiết kế là những cái đồ cao cấp. Phần phòng vệ ở đây thiết kế thêm cho quý vị không phải là phòng vệ sinh. Xin lỗi mọi người, đây là phòng thờ của ngôi nhà. Phòng thờ đầy đủ cửa sổ, ánh sáng, thông thoáng. Phần còn lại sân phơi. Nói chung thiết kế rất là tối ưu công năng đúng không ạ? Quý vị nào mà đang có những cái lô đất khoảng tầm 35 đến 38 mét mà chưa biết thiết kế thế nào cho nó phù hợp, chưa biết thiết kế thế nào để được 4 phòng ngủ thì quý vị có thể tham khảo video căn nhà này. Đây, phần sân phơi rất là rộng rãi, thoáng, đáp ứng được đúng cái nhu cầu sử dụng của một hộ gia đình. Vị trí đi lại, Ngọc Ánh xin chia sẻ rồi. Và diện tích 38 mét, vị trí thuộc phường Mũ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.